Xin chào mọi người, em là Duy đến từ sân ca của Stick ha. Thì hôm nay em lại trở lại với mọi người với một clip về guitar thùng mọi người. Thì đợt trước em lên rất nhiều dòng cao, thì các chú có nói là sao không lên những cái dòng mà trung bình, giá vừa phải để cho mọi người cũng có thể chơi đàn Nhật được. Thì hôm nay em làm lại một cái clip về những cây đàn mà tầm giá từ 3 cho tới 5 triệu, 2 triệu mấy cho tới 5 triệu mọi người. Chất lượng tốt ha. Chất lượng tốt và tất cả mọi thứ nó được em ship từ bên Nhật về. Chất lượng nó phù hợp với giá cả nha mọi người ha. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ em trong tất cả những clip về buôn bán guitar. Xin cảm ơn rất nhiều. Rồi, đầu tiên mọi người là một cây đàn. Đây là cây Morris MC100. Con này made in Korea nha mọi người. Thì con này có cái lợi gì? Thứ nhất, MC100 đây là dòng làm ở Korea nên cây đàn còn mới hơn. Thứ hai nữa là những dòng MC100 này nó có lỗi thép trong cần đàn ha. Nó có lỗi thép trong cần đàn thì như em nói rồi, có lỗi thép trong cần đàn nó có cái lợi của lỗi thép trong cần đàn, mà không có lỗi thép trong cần đàn nó có cái hay của không có lỗi thép trong cần đàn. Những cây này thì em tin là mọi người sẽ rất thích, tại vì cây đàn nó còn hầu như là nguyên bản và rất là mới. Giá tiền thì nó là giá 3 triệu nha mọi người. Rồi, đầu cần mọi người, phím thép và phím gỗ con này, phím thép và phím gỗ con này chưa mòn. Bộ khóa là bộ khóa zin nguyên bản ha. Rồi, con này á mọi người, phía sau cần của nó có chữ Made in Korea luôn ha. Cần thì thẳng đẹp nè, chưa gãy, chưa làm lại. Những con này cần sẽ rất tốt và sẽ rất bền nha mọi người. Nó sẽ thẳng và rất bền ha. Đường keo gót cần là còn nguyên vẹn hết à. Đó. Thùng đàn phía sau là khít khao 100%. Hông đẹp. Rồi, mặt top con này đẹp. Ngựa là ngựa zin nha mọi người, chưa dán lại, chưa làm lại ha. Rồi, con này mặt top của nó đẹp và nguyên vẹn nha mọi người. Con này mặt top của nó chưa có cấn ha. Rồi, em sẽ đo sành cho mọi người coi nha. Ngang 12, dây số 6. Đây mọi người, classic guitar nè. Đó, nó nằm tương đương với dây số 1 ha. Dây số 6 nhưng mà nó cao bằng dây số 1. Con này em vẫn còn hạ nữa được nha, tại vì cái ngựa của nó còn rất cao. Mọi người có yêu cầu em hạ nữa thì cứ nói với em. Rồi, em mời mọi người nghe thử chất âm của con này. Con này nó hơi xào xạc là tại vì ở trong đây nó có mấy cái viên chống ẩm á. Em sẽ đổ ra hết cho mọi người. Có mấy cái viên chống ẩm trong đây. Tiếp theo mọi người, đây là một con đàn rất hay nè, và em khuyến cáo mọi người nên mua nha. Tại vì con đàn này là con đàn FS325TBS. Con này làm ở nhà máy Cao Hùng Đài Loan. Đây là dáng OEM mọi người ha. Rồi, em nói rất nhiều về dáng OEM và chỉ có một mình em duy nhất em hay nói về cảm giác chơi đàn và dáng đàn nó phù hợp nha mọi người. Cái con đàn này nè mọi người, nó có cái dáng đàn phù hợp với người Việt Nam mình. Em hay nói về cảm giác chơi đàn, tại vì sao? Vì em là một người thường xuyên chơi đàn và em ôm cây đàn khá lâu mọi người ha. Thì đa phần người Việt Nam mình nó thích lựa những cây đàn mà nó phải to để làm chi, để có chất tiếng nó thật là vang, thật là hay. Nhưng mọi người đã quên đi cảm giác chơi đàn của mình
nha mọi người. Em khuyến cáo mọi người nè, nhất là cái chú mua đàn cho con cháu của mình học nè, hoặc là những người nữ nè, hoặc là những người mà có thể trạng từ 1m5 tới 1m65, mọi người chơi những cây này là cực kỳ chân ái nha mọi người ha. Tại vì sao mọi người? Thứ nhất là cái thùng đàn nó hơi mỏng hơn xíu nè. Thứ hai nữa là cái scale của nó, cái scale của nó là cái khoảng cách từ cái ngựa đàn ha, nó dài lên tới cái lược trên đây, nó ngắn hơn so với dáng đề tầm khoảng 1 ngang. Vì sao mọi người? Vì chiều cao của con người nó là xương, và cái chiều dài của ngón tay nó cũng là xương nha mọi người. Mọi người cao tầm khoảng 1m5 cho tới 1m65 thì cái bàn tay mọi người nó sẽ là bàn tay của một người từ 1m5 tới 1m65. Mọi người thao tác trên một cái cần đàn quá dài ha, cái sải tay mọi người quá dài thì mọi người sẽ làm cái sải cần đàn nó quá dài thì nó sẽ làm cho mọi người bị mỏi, bị mệt khi chơi lâu ha mọi người. Cái scale này nè mọi người, chẳng hạn giống như á, là cây dáng đê á, là cái chiều dài này nè, từ lược cho tới cái ngựa này á, nó sẽ là 650 ha. Con này thì nó là 630. Cái cần của nó ngắn hơn, cần nó ngắn hơn thì nó làm cho cái độ căng dây nó mềm hơn. Và thứ hai nữa là cái sải tay của mình nó ngắn hơn, nó làm cho mình dễ chịu, dễ bấm hơn, chơi lâu không bị mệt mỏi. Cái thùng cũng vậy mọi người. Cái thùng nó mỏng vừa phải thì mình chơi nó sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Mình ôm nó không bị mỏi cái tay bên phải của mình. Cũng giống như là khi cái cảm giác mà mình ôm vào người á, cái đàn nó vừa vặn với mình lắm mọi người. Và em đang nói với mọi người với một cảm giác, em là một người 1m75 nha mọi người, mà em chơi những con này em còn cảm giác thấy dễ chịu. Đó, thật sự mọi người. Nên những người nữ hoặc là những người mà có thể trạng mà hơi thấp một chút xíu, mọi người mua những dáng OM này, mọi người tin em đi. Guitar nó là một môn khoa học, không phải tự nhiên mà người ta lại đẻ ra một cái cần nó ngắn hơn để làm cho cái việc làm đàn nó phức tạp hơn đâu mọi người. Nó là khoa học. Người ta làm nên cái chiều dài dây này để cho những người có sải tay ngắn, những người có chiều cao hơi thấp xíu, hoặc là những người nữ, họ sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Nó làm cho người ta khi chơi lâu sẽ không bị mệt mỏi. Bằng chứng là em đã bán đàn rất lâu rồi mọi người. Em bán đàn tầm khoảng chừng 8 năm nay. Và có những người nữ ban đầu khi người ta đi chơi, người ta mua đàn, người ta lựa những cây dáng đê. Một năm sau người ta quay trở ngược lại, người ta bán ngược lại cho em những cây dáng đê và người ta đổi những cây dáng OO hoặc những dáng OM. Để làm chi? Tại vì người ta lúc đó người khi người ta chơi được rồi, người ta mới nói với mình là cây đàn nó quá to so với em. Ha. Và em là người duy nhất nói như vậy nha mọi người. Ha. Ở trong những học viện guitar của Nhật á mọi người, thì cái dáng đàn á mọi người, cái chiều dài scale này nè, nó có tầm khoảng chừng 10 chiều dài scale này khác nhau để phù hợp với nhiều dáng đàn khác nhau, phù hợp với trẻ em, phù hợp với phụ nữ, phù hợp với người có chiều cao khiêm tốn ha mọi người. Để người ta chơi lâu người ta cảm thấy khó chịu. Có những cây như dáng đê nó scale nó là 650, những cây này nó là 630, có những cây 620, có những cây 590. Ha, để làm chi? Để người ta tối ưu hóa cây đàn đó với đối tượng nó nhiều nhất mọi người. Ha. Thật sự mọi người, đó là một cái mà rất khoa học mà em khuyên mọi người nên tin tưởng người ta. Các chú, các cô, ha, lấy những cây này, ha, mọi người chơi, chơi lâu sẽ cảm thấy dễ chịu mà nó rất là khỏe cái con người của mình mọi người. Rồi, hạn chế của nó là gì? Tất nhiên rồi, thùng đàn nhỏ hơn, cái hông này nhỏ hơn, cái bề dày này nhỏ hơn thì tiếng bass nó vẫn không bằng những cây dáng đê. Thì mình bắt buộc mình phải hy sinh cái này để mình được cái kia mọi người. Và cái mọi người được ở đây đó chính là mọi người sẽ có cảm giác chơi đàn cực kỳ tốt ha. Rồi, đầu cần Yamaha. Phím thép và phím gỗ con này, phím thép và phím gỗ con này chưa mòn, khóa là khóa zin ha, cần là thẳng đẹp, chưa gãy, chưa làm lại. Có lỗi thép trong cần đàn nha mọi người. Đường keo gót cần còn liền lạc hết nè. Rồi, thùng đàn là liền lạc hết. Thùng đẹp, hông đẹp, mặt tớp cây này cũng đẹp nha mọi người. Ngựa là ngựa zin nè, chưa dán lại, chưa làm lại ha. Rồi, con này mặt tớp, mặt tóc con này chưa cấn chỗ nào nha mọi người. Và con này em bán mọi người với giá 3 triệu. Em mời mọi người nghe thử chất âm của những con này. À quên, em đo sành cái acoustic guitar dây số 6 ngang 12 đây mọi người ha. Con này em còn hạ được nha, ngựa còn rất cao, em hạ xuống thấp hơn cho mọi người ha. Mọi người bấm cây này sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.
Tại sao hôm nay em lại nói kỹ và nói nhiều về vấn đề về scale, về chiều dài, về về cái bản cần ha mọi người? Là tại vì khi mà đợt trước á mọi người, em có nhập những cây classic mà dáng nữ về thì được rất nhiều người hưởng ứng. Rất nhiều người hưởng ứng nha mọi người. Mọi người có nói với em là tôi đã tìm cái này rất lâu rồi nhưng mà vẫn không có và rất là hiếm. Hôm nay gặp được tôi rất là vui ha. Và tôi muốn đặt những cây đó. Thì em cảm ơn và em hẹn lại là khi nào có thì em sẽ nhắn cho mọi người đó. Thì em cũng là một người chơi lâu chơi nhiều thì em cảm thấy là đó là một cái khoa học nha mọi người. Đó là một cái khoa học và mọi người nên chấp nhận nó. Đừng quá ép cái bản thân mình theo một cây dáng D nha mọi người. Trừ khi nào mà mọi người quá mê nó, mọi người sẵn sàng hy sinh tất cả những cái cảm giác của bản thân cho một cây đàn thì mọi người xài dáng D. Còn nếu mọi người muốn chơi vừa phải, chơi lâu, mọi người học đàn dễ hơn, cái chiều dài dây mà nó ngắn hơn, nó làm cho cái công việc học đàn của mọi người dễ hơn luôn nha mọi người. Mọi người tin em đi, tất cả mọi thứ đều là khoa học hết ha. Rồi tiếp theo mọi người, tiếp theo là một cây đúp 20, con này của nghệ nhân Yamada kiểm duyệt ha. Con này là tem hình elip, có dòng đời từ năm 76 đến khoảng năm 86, tầm khoảng 10 năm mọi người. Con này em bán với giá là 3,5 triệu ha. Một con đàn còn rất đẹp, đầu cần Morris, ti chỉnh cần nằm phía trên, phím thép và phím gỗ con này. Phím thép và phím gỗ con này là chưa mòn nha mọi người, chưa mòn ha. Bộ khóa là bộ khóa zin ha, có chữ Morris mờ mờ phía sau nè mọi người. Cần thắng đẹp, chưa gãy, chưa làm lại. Đường keo gót cần còn dày dặn nè, đẹp hết nè. Thùng đàn liền lạc, lưng đẹp, hông đẹp. Mặt tóp con này đẹp nha mọi người, ngựa là chưa dán lại, chưa làm lại. Rồi, con này mặt tóp á mọi người vẫn có một số khuyết điểm á, ví dụ như ở đây nè. Đó, nó có một số khuyết điểm nó bị trầy ở đây, xíu. Ở trên đây nó bị trầy xíu đây. Nhưng mà không nhiều nha mọi người. Đó, dưới đây thì nó bị một đường trầy đây. Đó. Rồi, nó chỉ như vậy thôi mọi người. Nhưng mà tụ chung những con này nè, chất âm tốt, đàn còn nguyên bản, cần còn thẳng, còn đẹp ha. Chất âm tốt nha mọi người. Đúp 20 thì chất âm đã bắt đầu rất tốt rồi. Lên tới những dòng 30 thì không cần phải chê, 30, 40 thì khỏi nói rồi ha. Nhưng 30 này mọi người đã có thể luyện tập rất tốt trên những cái đàn này rồi nha. Và mọi người chơi được lâu dài luôn mọi người. Cây này em bán mọi người với giá 3,7 triệu nha. Em mời mọi người nghe thử chất âm. Quên. Em đọc sành các mọi người. Rồi, acoustic guitar nè, nằm dưới định mức dưới 6 nè mọi người ha. Rồi, những cái này mọi người chơi nó sẽ dễ chịu lắm nha mọi người nha. Thank you.
Tiếp theo là một cây đàn Nhật nữa mọi người. Con này là con Yamaha. Con này là FG251. Cái đời tem mà Elip mà màu cam như thế này, nó sẽ có dòng đời từ năm 76 cho tới khoảng năm 80 nha mọi người. Và nếu mà tem màu cam mình Elip thì cái tùy chỉnh cần nó nằm ở trên đây. Nếu mà tem Elip này mà màu trắng thì tùy chỉnh cần nó nằm ở trong miệng thùng nha mọi người. Con này đầu cần Yamaha, tùy chỉnh cần nằm phía trên. Phím thép và phím gỗ con này, phím thép và phím gỗ con này là nguyên vẹn ha mọi người. Rồi, rồi phía sau, phía sau bộ khóa là Yamaha Japan trên từng khóa, cần là thẳng đẹp, chưa gãy, chưa làm lại. Đường kéo gốc cần còn nguyên vẹn nè. Thùng đàn là khít khao nè, chưa dán lại, chưa làm lại. Ôi lưng con này đẹp quá, lưng rất đẹp nha mọi người. Ở đây nó có một chỗ trầy nè mọi người. Cái này xí xóa nha. Không, thì em nói sẵn chỗ trầy vậy cho mọi người đó. Có thể em nghĩ đây là người nam ta đeo dây nịch hay gì đó thì nó trầy chỗ này. Rồi, không, con này là đẹp luôn nè. Rồi, mặt tốp cây đàn này, mặt tốp cây đàn này là liền lạc nha, đẹp. Ngựa là ngựa zin nè, chưa dán lại, chưa làm lại ha mọi người. Rồi, mặt tốp con này vẫn có khuyết điểm nha. Ở đây, một, ở đây, ở đây, trên đây xíu. Rồi, nhưng mà nó không bị mất thẩm mỹ ha, rất là liền, chất đàn còn rất đẹp, rất tốt. FG mà 251 này thì nó tương đương với những con đúp 25 ha mọi người. Đúp 25 mà bây giờ thì tầm phải từ 4,5 triệu cho tới tầm khoảng chừng 5 triệu tùy xấu đẹp. Đó, thì con này thì giá 4,2 triệu. Chất âm của Yamaha, thật ra chất âm mộc của Yamaha nó rất đam mê nha mọi người, rất là tuyệt vời. Em vẫn thích Yamaha, bản thân em vẫn thích Yamaha. Nó có cái dải bass sâu và nhiều ha. Mình chơi mộc thì những tiếng bass những con này nó tuyệt vời. Đàn vang lắm mọi người, đàn vang cực kỳ vang. Rồi, acoustic guitar, định mức dây số 6, ngăn 12. Đây mọi người ha, vẫn thấp nha, cây này em vẫn hạ được. Ai muốn em hạ thì cứ nói với em nha. Vấn đề tiếp theo là một cây Yamaha G180 mọi người. Đây là dòng classic ha. Dòng này đó là Nippon Gaki Company Limited nè, made in Japan, nó ghi rõ trong thùng đàn nó hết ha, ghi rõ trong cái tem. Thì G180 là dòng tương đối khá cao rồi mọi người. Những dòng G này á, thì nó có từ thập niên 70 mọi người, thập niên 70, từ 70 cho tới khoảng 79. Sau dòng này thì có dòng C ha. Dòng C là một dòng tới nối tiếp của những con này. Dòng G này á mọi người, nó có chất âm rất là trầm ấm ha, trầm ấm. Dải bass nó mềm mại, nó phù hợp với ai? Nó phù hợp với các chú mà dùng cây classic này để đệm hát những dòng nhạc trữ tình.
Tại vì sao? Vì giải bát của nó mềm và trầm, nó sẽ tạo nên một cái nền đẹp ở phía dưới ha. Và nó mềm mại, nó trữ tình hơn. Nó mềm mại á, nó làm cho cái tiếng đàn và tiếng hát của mình nó hòa quyện lại với nhau. Và nó không quá bị đanh à. Mọi người đánh những cây này nó vẫn dễ chịu hơn. Tại vì nếu mà ai mà ngón mà rõ ràng á mọi người đánh những con dòng C nó hay hơn. Tại vì nó rõ hơn, nó đanh hơn. Còn những con này nó mềm mại hơn. Tiếng bass nó trầm ấm hơn, nó mềm mại hơn ha. Rồi, đầu cần là Yamaha logo, bộ khóa là bộ khóa zin nha mọi người, bộ khóa zin phiên bản của dòng G, phím thép và phím gỗ con này chưa mòn này. Là cần đàn là thẳng đẹp nha, không có lỗi thép trong cần đàn nha mọi người. Classic Nhật thì không có lỗi thép, đây đường keo gót cần còn đẹp đây, thùng thì liền lạc hết, hồng. À, mặt top những con dòng G này, mặt top những con dòng G này thì màu nó sẽ hơi đậm một xíu nha mọi người, nó hơi đậm cái màu một xíu. Rồi, ôi lỡ ho vô mặt đèn cái nó dội vô trong mặt em. Con này ngựa là ngựa zin à. Rồi ở đây á mọi người, nó có những cái vết trầy như thế này nè. Rồi chỉ chút xíu bên đó vậy thôi. Còn nhiêu là cái đàn nó đẹp hết. Một cái đàn mà thập niên 70 mà. Rồi cái này em bán với giá 3,2 triệu nha mọi người. Em sẽ đo action cho mọi người coi ha. Ngăn 12, dây số 6. Đây mọi người, classic guitar nè. Đó, nó nằm thấp tương đương dây số 1 luôn á mọi người. Cái này em vẫn còn hạ được một xíu nữa cho mọi người nha. Ai thích hạ thì cứ nói với em. Tiếp theo một cây Morris. Morris cây này là MD512 Made in Korea mọi người. Nè, em nói nhiều về những dòng này ha. Những dòng này á, đối với em bản thân một người mà cầm rất nhiều đàn, thì so nó với một cây đàn Nhật, chất âm của nó không rõ ràng bằng một cây đàn Nhật ha. Cái đàn Nhật ví dụ như cái độ nét của đàn Nhật là 10 thì độ nét của con này là tầm khoảng chừng 9, nó không nét bằng. Độ lớn của nó tương đương, nhưng đổi lại là nó có một cái ngoại hình cực kỳ đẹp ha. Và cái cần cực kỳ chuẩn nha mọi người. Cần cao này rất chuẩn, độ căng của dây của nó cũng vừa phải ha. Con này nó có lợi hơn những con Nhật là cái bề ngoài nó cực kỳ mới nha mọi người. Ví dụ như hồi nãy mọi người nhìn thấy đi, những con Nhật thì đa phần nó vẫn có một chút xíu những cái tì vết ở trên cái mặt top của nó. Còn những con này thì hầu như nó là nguyên vẹn mọi người. Hầu như nó là nguyên vẹn nha. Và cần con này cực kỳ chuẩn. Nếu mọi người là một người mới
hoặc là mọi người mà là một người là không quá rành về guitar, mọi người muốn mua một cây đàn chuẩn để xài lâu dài. Xài đàn Nhật mọi người phải có hiểu biết về nó một xíu nha mọi người, phải hiểu biết về guitar một xíu. Còn nếu mà mọi người muốn mua một con mà xài tốt, xài bền lâu dài, mua những con này ha mọi người. Tại vì sao? Vì nó trẻ hơn mọi người. Con này thì tầm những năm 90, có những ông Nhật thì nằm khoảng chừng 70-80. Đó, nó trẻ hơn những ông Nhật 10-20 năm. Thành ra cái chất lượng của cái đàn của nó còn nguyên bản hơn. À, nói như vậy không phải là Nhật nó không nguyên bản mọi người, nhưng mà những con này rồi từ từ nó sẽ thay thế những con hàng Nhật. Tại vì sao mọi người? Em độ chừng tầm khoảng chừng 5 năm nữa thì đàn Nhật sẽ không còn nữa, và mọi người chơi hàng nội địa Nhật chỉ chơi được những dòng career này thôi mọi người. Nên mọi người nếu mà có đam mê thì mọi người mua ngay từ bây giờ đi, tại vì tầm 5 năm nữa không còn hàng đâu, em dám đảm bảo. Đó. Ơi, con này mà con này là Morris nha, logo chữ đứng nha mọi người. Phím thép và phím gỗ con này. Phím thép và phím gỗ chưa mòn nha, em cam đoan ha. Rồi, bộ khóa là bộ khóa zin ở cây đàn. Cần là thẳng đẹp, chưa gãy chưa làm lại nè mọi người. Đây, gót cần, đường keo còn nguyên vẹn hết ha. Rồi. Khít khao nha mọi người. Lưng là khít khao nè. Hông đẹp. Ha. Mặt top con này là đẹp. Màu xanh bớt nha mọi người. Ừ. Rồi, mặt top con này là chưa bị cấn nha mọi người. Mặt top con này là chưa bị cấn ha. Ngựa là ngựa chưa dán lại, chưa làm lại nè. Đó. Trên đây thì nó có xì xơ chạy chạy một xíu nè mọi người. Cái này em bắt kỹ ra chắc hết nha. Nhưng mà con này rất đẹp, rất chuẩn nha. À, tiếng con này mọi người nghe thì nó có thể là nó hơi tối một xíu, tại vì cái dây nó cũ mọi người. Mọi người mua em sẽ thay dây mới cho mọi người nha. Và em nhắc lại nha, những con này nó có cái cần và thùng cực kỳ bền nha mọi người. So với một cây đèn Trung Quốc mới bây giờ tầm khoảng 3,5 triệu. Cái này nó nặng hơn tầm khoảng 20-30% ha. Mọi người sẽ cảm nhận được cái chất gỗ của nó tốt, nặng, đầm tay ha. À, gia công cũng vậy mọi người. Thùng rồi tất cả mọi thứ, đường keo của những con này còn rất là khít khao. Nên nếu mua về để tập luyện, mua về để chơi lâu dài, mà mọi người muốn cái đàn vừa thẩm mỹ, vừa tốt, vừa đẹp và vừa xài bền ha, à, theo thời gian mãi tận sau này, mua những con này cũng là một trong những lựa chọn ha. À, Nhật vẫn tốt, nhưng mà Nhật thì những con mà nó đẹp như vậy thì giá nó phải cao hơn mọi người. Ví dụ như những con này, mà ví dụ chẳng hạn giống như mà Nhật đi, mà đẹp dày thì nó tầm phải chừng 4,5-4,5 triệu nha. Còn những con này nó giá chỉ 3,000-3,500 thôi. Nó rất phù hợp để mọi người lựa chọn. Rồi, em sẽ đo sành cho mọi người coi nha. Nói cần chuẩn nhiều khi mọi người không tin, nhưng mà em sẽ cho mọi người coi thử như action của nó nè. Đó, nó nằm bằng định mức với dây số 1 luôn á mọi người. Nên mọi người sẽ an tâm khi chơi những con này. Thank you.
Rồi tiếp theo là một con Morris, cũng là dáng OM đây mọi người ha. Rồi con này, con này là F25 Natural, có nghĩa là màu sơn của nó là màu, nó là màu gỗ tự nhiên đó mọi người. Nó chỉ chụp một lớp nước bóng lên thôi ha. Rồi con này là dáng OM ha. À, giá em bán là 3 triệu, một cây đèn rất là mới, rất là đẹp. Những con này em vẫn luôn nói với mọi người là cái cảm giác của nó chơi sẽ cực kỳ dễ chịu nha. Nên em khuyên nè, mọi người có những em nhỏ tầm khoảng chừng 10 cho tới khoảng tầm khoảng chừng 15 tuổi ha, mà hơi nhỏ con ha, những chị nữ mà chơi đàn, hoặc là những anh mà cao tầm khoảng chừng 1m5 cho tới khoảng 1m6, 1m65, chơi những cây này cực kỳ dễ chịu. Hãy tin em đi mọi người, người ta làm ra cái này là để tối ưu cây đàn guitar để phù hợp với con người của mình đó mọi người, chứ không phải mà tự nhiên người ta làm ra một cây đàn mà nó hơi nhỏ hơn xíu vậy đâu ha. Rồi à, con này á mọi người là F25 Natural, con này là Made in China nha mọi người. Thì Made in China thì tầm khoảng chừng 2000 trở về sau anh mọi người. Hơn 2000 trở về sau thì bắt đầu họ chuyển nhà máy qua bên China một lần nữa ha. Thì cho dù làm ở đâu đi nữa mọi người, mà thứ nhất em nói mọi người là nó là một sản phẩm chính hãng ha. Thứ hai nữa, nó là một sản phẩm mà xuất vào thị trường Nhật Bản nha mọi người. Những con này là xuất vào thị trường Nhật Bản nha, là các nước phát triển. Thì các nước phát triển họ đặt cái đơn hàng nó giá cao hơn. Thứ nhất, thứ hai nữa là các nước phát triển để đủ tiêu chuẩn xuất vào họ thì sản phẩm phải tốt hơn ha. Thành ra em nói như vậy để cho mọi người biết là cho dù nó là China hay là Korea nhưng vẫn là chính hãng, thì mọi người vẫn sở hữu được những sản phẩm tốt bình thường nha mọi người. Rồi. Đâu cần là Morris nè mọi người. Thì sau năm 97 thì họ đổi thành cái chữ Morris như thế này ha. Thì những con này thì nó từ những năm 2000 trở về sau mọi người. Phím thép và phím gỗ con này, phím thép và phím gỗ con này chưa mòn, khóa là khóa zin, cần là thẳng đẹp, chưa gãy, chưa làm lại, có loại thép trong cần đàn, đường keo gót cần còn nguyên vẹn nè mọi người. Những cái chỗ mà những cái đường keo dán là còn liền lạc hết 100% ha, không đẹp nè. Mặt top con này đẹp nha mọi người, ngựa chưa dán lại, chưa làm lại nè. Tóp con này là chưa cấn chỗ nào hết nha mọi người, chưa cấn chỗ nào hết. Thì qua sử dụng trầy thì nó có trầy nha mọi người, trầy nó trầy kiểu lông mèo á thì nó vẫn có, nhưng mà gọi là để cấn thì mặt tóp những cây này nó vẫn chưa cấn. Cần cầm rất là dễ chịu, bấm rất là dễ chịu nha mọi người. Mà cảm thấy đau tay hay là mọi người cảm thấy khó với những cây guitar đó, mọi người hãy thử những cái dáng đàn này đi, bấm nó nhẹ tay hơn rất nhiều nha. Rồi em cảm ơn mọi người. Rồi em sẽ đo sần cho mọi người coi. Con này á mọi người, một con dáng D bình thường là scale nó là 650 nha. Con này scale nó là 630. Nó ngắn hơn con kia là 20mm mọi người. 20mm là 2cm đó. Thì vì nó ngắn hơn nên cái độ căng dây của nó thấp hơn nha mọi người ha. Và cái sải tay của những người mà hơi thấp á, những người nữ, những người hơi thấp, hoặc là những bạn mà tầm khoảng chừng 8, 10, 12, 14 tuổi rồi á, học đàn những cây này là tuyệt vời. Rồi, acoustic guitar nè mọi người, nằm dưới định mức dưới sáng nè ha. Rồi thì em không biết mọi người nhớ không, nhưng đa phần kênh em á, là những người lớn tuổi. Thì cách đây 20 năm á mọi người, cái đàn guitar lần đầu tiên mà em được sở hữu á, nó là một cái đàn guitar của Việt Nam. Thời điểm đó em nhớ không lầm là em mua với giá 80.000 mọi người. 80.000 thời điểm đó thì một cây ván ép, ván ép 100 trăm, và ván ép thời điểm đó nó cũng chưa được như bây giờ. Chắc chắn là các chú sẽ nhớ mà, các chú sẽ nhớ. Thì những cái ván ép ngày xưa á, thì cái cần của nó mọi người là cái cần semi, đảm bảo các chú sẽ nhớ là cái cần của nó là cần semi, là cái cần của nó tầm khoảng 48 mọi người. Nó không như cái cần classic, mà nó cũng không như cái cần acoustic. Thời điểm đó mua những cái đàn đó, mọi người có thể gắn dây sắt cũng được, mà mọi người có thể gắn dây ni lông cũng được ha. Thì thời điểm đó nó, thế giới nó chưa có mở cửa mọi người. Thành ra người Việt Nam mình làm một cái đàn á, vừa chơi được cái này vừa chơi được cái kia ha. Để cho ai chơi classic thì chơi cái đàn đó cũng được, mà ai chơi acoustic thì chơi cái đàn đó cũng được. Nhưng sau này khi mà thị trường mở cửa rồi ha, thì mình biết được là thế giới họ chia ra hai loại mọi người. Một là classic là nó 52, hai là acoustic nó là 42. Thành ra có nhiều chú ngày xưa mà khi bây giờ mua cái đàn bây giờ mọi người chơi không được,
Tại vì cái cần giờ nó có 42 à, mà hồi xưa mấy chú quen cần 48. Thành ra mấy chú nói sao cái cần này nó nhỏ quá, mà tôi lại không muốn chơi cái classic, tôi muốn chơi dây sắt nhưng mà phải cần bự. Đó là tại vì ngày xưa cái đàn Việt Nam mình làm cái cần nó 48 mọi người ha. Nhưng mà tại sao cái cần nhỏ mà cần lớn như vậy? Họ phân rẽ ra hai nhánh chuyên nghiệp để tối ưu được cái cần mọi người ha. Dây sắt cần nhỏ là tại vì tiết diện dây sắt nhỏ, cần bự là tại vì tiết diện dây ni lông nó bự, và cái cách chơi nó cũng khác nhau ha. Người ta rẽ cái nhánh ra cho nó thực sự là nó là chuyên. Và bây giờ đàn Việt Nam bây giờ mọi người muốn kiếm cần 48 cũng rất hiếm mọi người. Việt Nam bây giờ đã hòa nhập với thế giới rồi, họ cũng làm 42 hoặc 52. Mọi người muốn làm 48 thì mọi người phải đặt riêng đó, và thường những cái số lượng đó người ta sản xuất không nhiều. Và em thấy mọi người cái chia ra nhiều cái như vậy á, nó làm cho chúng ta có được cái sự tối ưu. Nó giống như là tại sao em nói hôm nay em nói nhiều về cái cần đàn mọi người. Hôm nay em nói nhiều về cần đàn. Nó giống như là người ta may một cái bộ đồ cho mọi người mà có sai vậy đó. Chứ không phải là ai vô cũng mặc size L hết. Ngày xưa mình ai vô cũng mặc size L mọi người. Ai vô mặc size L tại vì không có sự lựa chọn khác. Nhưng bây giờ người ta đã có size M, đã có size S rồi vân vân. Thì mình lựa làm sao cho nó phù hợp. Và em nói với mọi người những cái ZOM nó phù hợp với thể trạng của những người Việt Nam mình rất nhiều. Nên mọi người đừng quá phải đi theo một cái dáng D nha mọi người. Dáng OM nó vẫn tốt. Hy sinh xíu âm thanh để đổi là cái sự dễ chịu cho bản thân mình. G200 mọi người, con này tem trắng nè mọi người, made in Japan hết nha. Thì tem trắng á, thì tiêu chỉnh cần nằm ngay miệng thùng. Em nói, đó, nó không còn nằm ở đây nữa mọi người. Đâu cần là Yamaha. Phím thép và phím gỗ con này, chưa mòn. Bộ khóa là Yamaha Japan đóng trên từng khóa nè. Khóa còn rất mới, rất đẹp nha. Cần là thẳng đẹp, chưa gãy, chưa làm lại. Đường keo gót cần, đó đẹp luôn. Liên lạc hết nha mọi người. Con này em bán với giá 3,5 triệu nha mọi người ha. Rồi, ngựa con này là ngựa zin, chưa dán lại, chưa làm lại nè ha. Ở đây nè mọi người, có tàn nhang. Người lớn nè, phải có nổ đồ màu một xíu. Nhưng mà tự chung nó đẹp cho mọi người. Tại sao em thấy đàn Nhật nó vẫn đẹp là tại vì nó cũ mà nó cũ đều. Nó không có chỗ cũ, chỗ mới nhìn nó nham nhở. Nó có vẻ phong trần, nó có vẻ thời gian. Ha. Rồi, em đắc xanh cho mọi người coi nha. Con này em bán với giá 3,5 triệu.
dây số 6 ngăn 12 đây, nó nằm thấp hơn định mức nè mọi người, thấy không? Nó nằm thấp hơn định mức dây số 6 của người ta. Thành ra những con này nó bấm rất mềm nha mọi người. Thậm chí á mọi người, những cái cây mà người nước ngoài đưa về á mọi người, là mình phải canh lại hết, tại vì các sền của người Việt Nam mình, người ta bấm nó nhẹ hơn. Theo mọi người, đây là cây Ryoji Matsuka tem màu đen, nó là M20 ha. Con này á mọi người, nó được làm ra năm 1982 nha mọi người ha. Thì làm sao biết năm 1982 đối với những dòng tem đen có chữ ký nè. Mọi người nhìn vô trong cái góc cần của nó ha. Hai số đầu tiên của cái số series đó chính là cái năm mà làm ra cái đàn. Cái đàn này làm năm 1982 nha mọi người. Đúng rồi, 582 ha. Cái đàn này có chất âm cực kỳ tốt, cần rất thẳng, bấm rất sướng ha. Đây bộ khóa mọi người. Thì dòng này là dòng dòng M20 ha mọi người. Bộ khóa của nó, khóa nó hơi cũ một xíu nha, nhưng mà nó không rỉ sét nhiều. Cái này thì em chỉ cần đánh cho nó bóng lên là ok thôi nha. Rồi phím thép và phím gỗ con này, phím thép và phím gỗ con này chưa mòn nha mọi người. Phím gỗ thì ngay chỗ đây nè, nó có mòn xíu ha, nhưng mà không đáng kể. Phím thép thì chưa mòn, cần thì thẳng đẹp, chưa gãy, chưa làm lại. Đường keo gót cần còn đẹp nè mọi người. Thùng là thẳng thớm hết á. Đường keo chưa dán lại, chưa làm lại. Giá con này em bán với giá là 4,5 triệu nha mọi người. Mặt tốp con này á mọi người là tương đối nha, nó còn có những cái vết như thế này. Khá ở đây cũng có nè mọi người. Thì con này á mọi người là ngựa, con này được dán lại nha, nhưng mà dán rất là khít khao, rất là chuẩn ha. Dán đẹp lắm mọi người, dán khít khao chuẩn lắm. Rồi con nào em có dán em nói có dán nha mọi người. Con này em bán với giá 4,5 triệu, cần thẳng, action rất sát. Đo cho mọi người coi classic guitar nè, nằm dưới mức dây 6 nè ha mọi người. Rồi em mời mọi người nghe thử chất âm của những con này nha, hay lắm mọi người, hay lắm. Cần cái ngựa này dán là em bao cho mọi người nha, mọi người cứ xài đi, không bao giờ bị gì đâu, nhìn là biết cách dán người ta chuyên nghiệp rồi.
Rồi, tiếp theo cây số 10 mọi người. Cây này là một cây Cat A nha. Cat A là của Tokai Gaki nha mọi người. Tokai là một hãng nội địa rất nổi tiếng bên Nhật. Nhưng với người Việt Nam mình thì hơi lạ. Nhưng mà ai chơi lâu thì mọi người sẽ biết Cat A này ha. Cat A có nghĩa là mắt mèo á mọi người. Con này có mã hàng là CE200. Con này tương đương với những con Dub 20 và những con FG200 mọi người. Nó là dòng cạnh tranh trực tiếp. Dòng Cat A này nó cũng có một cái lợi, đó là đàn nó rất mới và rất chuẩn mọi người. Tại vì ít người lựa chọn nó lắm. Tại vì người ta không biết nó nhiều. Đa phần Việt Nam mình thì cứ Yamaha với Morris mần tới thôi. Chứ mấy cái này thì mọi người hơi lạ ha. Đây, Cat A nè mọi người. Ai, Cat A ha. Tuy chỉnh cần nằm phía đầu cần. Phím thép và phím gỗ con này chưa mòn, đẹp lắm. Bộ khóa là bộ khóa riêng nguyên bản, cần thẳng thớm, chưa gãy, chưa làm lại. Đường keo gót cần còn nguyên vẹn nè mọi người. Đường keo gót cần con này còn nguyên vẹn hết. Thùng là liền lạc, chưa làm lại, chưa dán lại nè. Hông mặt top con này đẹp nè. Cái miếng bít gọt á mọi người, là cái miếng mà bảo vệ cho đựng trầy á. Nó là một miếng da luôn nha. Nó là một miếng da thật luôn. Nhìn thích ghê. Lần đầu tiên mình thấy những cái này. Con này em sẽ hạ action xuống xíu nha. Tại vì con này action nó có hơi cao so với người Việt mình xíu. Đây. Đây nó có bị một số những cái vết nhỏ nhỏ thôi mọi người. Không nhiều nha mọi người. Cái đàn này bị chừng 3-4 vết nhỏ nhỏ vậy thôi. Ngựa. Ngựa là ngựa zin chưa dán lại nè. Mặt top trắng trẻo, sáng, bóng, đều, đẹp. Đót sành cho mọi người coi nha. Ngăn 12 với 6 nè mọi người. Acoustic guitar. Con này em sẽ canh thấp xuống nha. Canh thấp tầm khoảng giày cho mọi người được luôn nè. Ngựa còn cao lắm mọi người. Tại vì hồi nãy chưa canh là được. Rồi, xong con này em sẽ, ai chọn con này em sẽ canh lại action cho mọi người nha. Cây cũng rất đẹp nè mọi người. Cây này là cây FS325 KE nha mọi người. Con này làm ở nhà máy Cao Hùng Đài Loan nha. Cũng là dán OEM nha mọi người. Và con này cực kỳ mới luôn nha. Con này theo em là nó cực kỳ mới. Mới đẹp lắm ha. Đầu cần là Yamaha nè. Phím thép và phím gỗ nè. Phím thép phím gỗ con này chưa mòn nha. Bộ khóa là bộ khóa zin theo cái đàn. Cần là thẳng đẹp, chưa gãy, chưa làm lại. Đường keo gót cần còn đẹp nè mọi người. Thùng là liền lạc. Rồi. Mặt top con này.
Mặt tóc con này siêu đẹp nha mọi người. Ngựa là khít khao, chưa làm lại, chưa dán lại. Mặt tóc là chưa hề có một vết cấn nào hết nha. Dán OM nha mọi người. Nãy giờ em nói dán này nhiều quá, bây giờ em không nói nữa nha. Em lướt qua luôn đi. Chứ nói hoài á, mỗi cái mỗi nói mọi người, mọi người bị nhầm chán. Đây, action rất thấp ha, rất sướng nha. Rồi. Đây nha mọi người, con này có giá là 3 triệu à, rất mới luôn. Tiếp theo là một cây Takamine TD32 nha mọi người. Clip trước em có con TD30, clip này em có con TD32 nha mọi người. Con này em bán với giá 4 triệu rưỡi là một con đàn của Takamine. Takamine nó thừa hưởng cái gì? Tại vì hồi đó giờ Takamine không có làm những sản phẩm thấp mọi người. Những sản phẩm của Takamine theo cái lỗ tai của em nghe họ đều rất tinh tế. Tinh tế trong tầm giá và thậm chí là hơn cái tầm giá đó luôn nha. Con này có cái gì mà tại sao nó rẻ? Đa phần những con Takamine mọi người thấy em giới thiệu tầm khoảng từ 10 triệu đổ lên hết, 10 triệu tới 17 triệu. Con này á mọi người, nó là Takamine nhưng mà dòng này được làm ở Korea. Kệ nó, làm ở đâu đi nữa, Takamine vẫn là đỉnh mọi người. Thật sự, Takamine vẫn là đỉnh ha. Con này em bán với giá 4 triệu rưỡi nha. Đây là một cái logo mà gây sóng gió nè, Takamine nè mọi người ha. Đợt trước em có nói về cái logo này rồi. Phím thép và phím gỗ. Phím thép và phím gỗ, con này đẹp chưa mòn nha. Bộ khóa là bộ khóa zin nè mọi người. Cần là thẳng đẹp, chưa gãy, chưa làm lại nè. Đường keo gót cần còn đẹp hết nè. Thùng đàn là liền lạc, chưa dán lại, chưa làm lại. Hông đẹp, chưa cấn. Chỗ này nó có vít trầy nha mọi người. Cũng là vít trầy ha. Top con này màu xanh bớt nè. Rồi con này mà top ở đây nó có một vết. Rồi chỉ vậy thôi mọi người. Ngựa là liền lạc, chưa làm lại, chưa dán lại. TD32 dòng cao hơn TD30 nha mọi người. Cao hơn xíu ha. Rồi em mời mọi người nghe thử chất ấm. À quên Dodson cái nữa. Bên này cứ quên Dodson miết. Rồi đây mọi người, nằm dưới định mức của dây thứ 6 nè ha. Em mời mọi người nghe thử chất âm của cây này nha. Thank you.
Đây mọi người, tiếp theo một con Yamaha CG170SA ha mọi người. Thì ở những dòng CG này là những dòng bắt đầu họ dời nhà máy qua cầu Hùng Đài Loan ha. À, dòng CG này nó có lợi gì mọi người? CG nó có lợi là cái đàn nó rất mới và cấu hình của những dòng CG tương đối khá cao. Những cái dòng mà CG mọi người thấy có chữ A phía sau, có chữ SA phía sau, có chữ CA phía sau là những cây CG mà nó có top là solid nha mọi người. Như con này là có top solid nè. CG170SA ha, cao Hùng Đài Loan, con này top solid. Mà top rất đẹp nha mọi người, chứ không phải tầm bậy bạ nha. Rồi, cây đàn còn rất mới, rất đẹp, âm thanh rất nổ. Đây, bộ khóa nè mọi người, bộ khóa vàng luôn nha, bộ khóa nguyên bản của nó nha mọi người. À, phím, phím con này nha mọi người, phím gỗ con này. Ồ, phím gỗ con này còn ok nha, phím thép và phím gỗ con này còn ok, chưa có mòn đâu. Tại họ bấm liền những cái chỗ đó như vậy, em lau dầu lại là nó hết nha mọi người. Rồi, cần là thẳng đẹp nè, chưa gãy, chưa làm lại. Không có lỗi thép trong cần đàn. Đường keo gót cần, còn dày cui. Liên lạc. Phía sau có một cái đường chỉ phân ra giữa hai miếng ghép, rất đẹp nha mọi người. Ở đây nó có một vết trầy. Cái ở trên đây thì mình lao ra nha, chỗ này thì nó trầy rồi. Thùng đẹp hết á. Con này mặt top solid và màu vàng, bóng, sáng, đẹp và chưa có một vết cấn nào hết nha mọi người. Chắc âm con này hay lắm, mọi người nghe thử đi. Ngựa là chưa làm lại, chưa dán lại nè. Đó, classic guitar nè, nằm dưới định mức ha. Tiếp theo là một cây đúp 25 nha mọi người. Con này là của nghệ nhân Yamada ha. Tay mình Elip. Con này Japan nha mọi người. Nó được làm ở nhà máy Terada Gaki nè, của thành phố Nagoya. Con này em bán với giá là 4 triệu. Tại sao nó 4 triệu là tại vì nó không được đẹp mọi người. Nó vừa phải thôi chứ nó không được đẹp lắm ha. Em bán với giá là 4 triệu nha. Những con này thì em cam đoan là chất âm nó rất tốt, đàn rất là zin. Nhưng mà tại vì là nó không đẹp thôi. Đầu cần Morris nè mọi người, phím thép và phím gỗ con này. Phím thép và phím gỗ con này còn đẹp nha mọi người, phím thép và phím gỗ con này còn đẹp lắm. Ok, mọi người chơi lâu dài những con này không sợ đâu. Rồi đầu cần Morris, bộ khóa là khóa zin. Cần thẳng đẹp chưa gãy chưa làm lại nè. Đường keo gót cần. Đường keo gót cần còn dày dặn đẹp hết mọi thứ nha. Thùng đàn là khít khao hết. Ồ, con này gỗ đẹp quá. Chỗ này nó bị trầy nha mọi người. Mặt top con này là khá nha mọi người, không đẹp nha. Ngựa thì là ngựa zin. Mặt top nó có những cái khuyết điểm như thế này nè mọi người. Đó.
Nhưng mà tụi chung là con này á, là về cấu trúc thùng nè, ngựa đồ tất cả mọi thứ nó zin hết, nước sơn zin hết. Thành ra chất âm con này sẽ là tốt. Mọi người nghe thử chất âm của con này nha. Em sẽ đo sần cho mọi người coi. Acoustic guitar nè mọi người, nằm dưới định mức dễ 6 nè ha. Lâu lắm rồi mới có lại con này nha mọi người, Tornado. Cây này được Morris họ copy theo một cái hãng Ovation của Mỹ nha mọi người. Theo Ovation á, nó sao thì cây này nó hệt như vậy nha. Lưng, tụi em hay gọi đây là lưng mai rùa mọi người. Vì cái lưng họ làm u ra và để nó ăn gian là tiếng bass á. Thì đây là một dòng sân khấu made in Japan nha mọi người. Con này nó ghi rõ trong tem nó nè, Z2 La Mã made in Japan ha. Đây là một cây mà EW là EW Zin nha mọi người. Ở đây nó có một cái volume và một cái tone ha. Volume quyết định lớn nhỏ, tone quyết định sáng tối. Đây là cái chỗ để gắn pin nha. Rồi, những con này nó có lợi gì? Những con này mặt top phía trước nó vẫn là mặt gỗ và đây là dòng sân khấu nên nó sẽ cực kỳ bền nha mọi người. Những con này sẽ rất bền luôn nha. Cần của nó thẳng, đều, đẹp và cảm giác cần nó rất tốt nha. Tại vì nó làm sân khấu nên cái action của những con này rất tốt luôn ha. Con này á mọi người, cái ngựa của nó bắt hai con vít thẳng xuống dưới cái mặt top này luôn để đảm bảo cái ngựa này nó bền theo thời gian. Đầu cần là đầu cần Tornado nè mọi người. Thì mọi người nhìn thấy chữ Tornado ha, ở dưới đây nó có chữ By Morris ha. Cái đầu cần nó giống như là một cái vương miện nha, nhìn rất là đẹp. Phím thép và phím gỗ con này, phím thép con này nó có mòn một xíu nha mọi người, ở dây 1, dây 2, ngăn 1, 2, 3 ha. Nó có mòn một xíu. Để em thử nó có chạm không nha. Con này không mòn nha mọi người. Con này có mòn nhưng nó không chạm nha mọi người. Rất là tốt. Rồi, ở phía trên đây á mọi người, trên từng cái khóa nó có chữ Made in Japan và bộ khóa được xi vàng. Những con này nó có từ năm 1978 mọi người cho tới khoảng năm 1980, 80 mấy ha, khoảng thập niên 80 á mọi người. Đây là một trong những cái đàn mà gọi là có EQ dáng khuyết, dòng sân khấu mà mọi người có thể dễ dàng mua được. Made in Japan nha mọi người, Made in Japan mọi người có thể dễ dàng mua được. Vì những con này nếu mà nó là thùng gỗ hết 100% thì giá của nó tầm khoảng 6 triệu đổ lên. Ở những hãng khác như những hãng như là Takamine thì mọi người phải 10 triệu mọi người mới sở hữu được những cái đàn này. Nhưng cái này nó chỉ giá 4 triệu rưỡi thôi. Giá cái thời điểm nó ra mắt á mọi người, con này thời điểm nó ra mắt nó nằm tầm khoảng chừng 50.000 yên nha mọi người, là tầm khoảng 10 triệu. Những năm thập niên 80 mà nó 50.000 yên là một con số khổng lồ. Rồi, cần là thẳng đẹp hết, chưa gãy, chưa làm lại ha. Những con này đường keo gót cần của nó thì mọi người hoàn toàn an tâm. Nó dày và nó đẹp, nó chưa có bị răng, chưa bị nứt gì hết ha. Rồi, mặt top con này á mọi người, nó có màu hơi màu xanh xanh xíu nha. Đó, cái màu mọi người nhìn thấy vậy là ở ngoài nó sẽ màu giống vậy. Rồi, em mời mọi người nghe thử chất âm này ha. Những con này thì chất âm mộc của nó sẽ hơi giới hạn nha. Vì thứ nhất là thùng nó mỏng, thứ hai nữa là cái dáng nó là dáng khuyết mọi người. Nó sẽ không cuồn cuộn như những cái dáng đê. Nhưng âm thanh của nó rõ ràng, sắc nét nha, đều đẹp lắm. Mọi người nghe thử chất âm của nó khi âm mộc và âm của nó khi lên EQ. Quên để em đo action cho mọi người một cái. Đây mọi người, acoustic guitar nằm dưới mức dây 6 nè, kinh khủng nha. Những cái đàn mà thập niên 80 tới như vậy là nó quá tuyệt vời mọi người. Thực sự em rất khâm phục.
Rồi tiếp theo là một cây đúp 20. Cây đúp 20 con này làm ở nhà máy Terada Gaki nè mọi người. Đừng nghệ nhân Yamada giám sát ha. Rồi. À, con này là một trong những con mà đúp 20 là một trong những con mà lành tính và dễ dàng cho người mới chơi hoặc là người chơi lâu sở hữu một cây đàn chơi lâu dài. Tại vì sao mọi người? Tại vì những con này có chất âm vừa phải nè và giá tiền rất là phù hợp. Ha. Giá tiền nó tầm khoảng chừng 3 triệu rưỡi mọi người. Là những con này em cảm thấy nó rất tốt luôn, rất tốt trong tầm giá. Mà để so sánh với những cây đàn Trung Quốc bây giờ thì những cây đàn này hơn rất nhiều. Thật sự không phải là em không có bán những cây đàn Trung Quốc mà em nói như vậy. Em có bán cả song song mọi người, nhưng mà không phải ai cũng dám chọn cho mình một cây đàn đã qua sử dụng ha. Đàn mới nó có cái hay của đàn mới, nó có cái đẹp của đàn mới, và đàn qua sử dụng nó có cái sức cuốn hút của đàn qua sử dụng nha mọi người ha. Rồi, đầu cần là Morris, đi chỉnh cần nè, mở miệng thùng ha. Phím thép và phím gỗ con này. Phím thép có mòn một xíu mà mọi người, chút xíu thôi chứ không mòn nhiều nha. Ở dây số 2 ngăn 1 ngăn 2. Rồi. À, không có chạm đâu mọi người cứ an tâm nha. Morris đầu cần, bộ khóa là khóa zin, cần thẳng đẹp nè, chưa gãy chưa làm lại, đường keo gót cần. Thùng đèn khít khao hết á. Chưa làm lại, chưa dán lại nha mọi người. Hông đẹp nè. Mặt tốp con này cũng đẹp luôn nha mọi người. Mặt tốp con này đẹp nè. Ngựa là ngựa zin nha. Rồi. Ừ, mặt tốp đẹp lắm mọi người. Mặt tốp con này nó vẫn có một vài vết nhưng mà nó nhỏ lắm. Em đưa lên trên máy chứ chưa chắc gì thấy á. Nè, nó bị vậy nè. Đó. Nó một vài vết nhỏ nhỏ vậy thôi. Đó, nó nhỏ nhỏ vậy thôi. Nhưng mà như vậy là với đàn Nhật là đã gọi là đẹp rồi. Còn những cây mà gọi là trắng bóng thì giá nó rất cao ha. Rồi em mời mọi người nghe thử chất âm nha. Ai lấy cây này em sẽ tặng cho mọi người một bộ dây mới nha. Bộ dây trên đàn nó hơi cũ rồi. Nó hơi cũ một xíu. Em đo action cho mọi người coi nha. Acoustic guitar. Dây số 6 ngăn 12. Đây mọi người, nó nằm dưới định mức nè ha.
Rồi tiếp theo mọi người, cây số 17, con này là C320 nha. Con này là Mach Bay Cao Hùng Đài Loan nha. Con này không phải là dòng cao hơn C300 nha mọi người. Con này là một dòng làm ở Đài Loan ha. Thành ra cái giá nó mềm. Em có một anh khách, anh có cây C300, sao anh thấy 320, anh tưởng con này dòng cao hơn mà sao rẻ vậy. Dạ không phải mọi người, làm ở Cao Hùng Đài Loan á mọi người, thành ra cái giá nó mềm hơn. Và dòng này không phải là dòng C của Nhật nha, nó là dòng C của Đài Loan ha. Nó là cái dòng mà giao thời, chuyển giao giữa dòng C và dòng CG á mọi người. Cái tem của nó cũng là cái tem của thằng CG ha, chứ không phải là tem của dòng C đâu. Rồi, con này làm ở Cao Hùng Đài Loan, những con này nó có cái lợi gì mọi người? Cái lợi của những con này là cần rất thẳng và đàn rất đẹp. Thẳng lắm, đẹp lắm mọi người. Ha. Rồi, à, đây mọi người, đây, cái bộ khóa là bộ khóa zin nè. Loại phím thép và phím gỗ con này. Phím thép và phím gỗ chưa mòn nha mọi người, chỗ này họ bấm nhiều quá nó bị bay màu, cái này em lau dầu lại nó đều màu lại nha, chứ nó không phải khuyết đâu, thành ra mọi người cứ an tâm. Cần con này rất chuẩn, rất thẳng nha, cần thẳng đẹp, chưa gãy chưa làm lại, không có lỗi thép trong cần đàn nha mọi người. Đây đường keo gót cần về cui ha, đây thẳng đẹp hết rồi, không đẹp nè, mặt top đẹp nha mọi người, ngựa chưa dán lại chưa làm lại nè. À, con này mặt top rất đẹp. À cũng có, cũng có những cái vết mà người ta chơi á mọi người, nó bị trầy lông mèo á ở trên đây nè. Nhưng mà tụ chung là mọi người nhìn thấy nước sơn nè, đẹp ghê không. 2,7 triệu thôi mọi người, em đo sành cho mọi người coi. À, đó, nó thấp như dây số 1 luôn á mọi người. Rồi 2,7 triệu, ai có muốn một cây mà gắn EQ mọi người, lựa cái này gắn EQ cũng hay nữa mọi người. Cái này gắn EQ cũng hay nữa ha. Và lại cái hồi nãy mà CG170SA, những con đó gắn EQ là cực kỳ, cần rất là chuẩn, rất là thẳng, rất là đẹp. Tiếp theo là cây 18 mọi người. Đây là một dòng mà rất cao của Yamaha nè. Cây này là dòng NTX700 nha mọi người. Nó thuộc dòng NX series ha. Con này made in China nha mọi người. Nhưng mà China dòng cao nha mọi người. China dòng cao, con này có âm mộc và âm lên EQ cực kỳ hay. Lâu lắm rồi em mới có lại một cây như thế này nha mọi người. Tại vì hồi xưa em có những cây này mà khách khen cực kỳ luôn mọi người. Em có bán cho một anh ở Sài Gòn và anh rất khen cây này. Anh nói mới đầu là tôi nhìn tôi thấy nó Trung Quốc, tôi cũng thấy nó hơi sợ sợ. Nhưng mà khi tôi thử chất âm của nó rồi tôi thấy nó cực kỳ hay. Và đúng thật là con này nó hay nha mọi người. Vì nó là dòng sân khấu, thùng đàn của nó mỏng thôi chứ không dày. Nhưng mà nó lại được một cái là chất âm mộc của nó rất tốt. EQ là EQ zin của Yamaha nha mọi người. EQ zin của Yamaha hết nha. Chất âm mộc con này á và chất âm lên EQ cực kỳ tốt. Solid top luôn nha mọi người, nó là solid top nha. Con này á mọi người là cần semi, cần 48mm ha. Cần này á nó cần classic nó là 52,
cần acoustic nó là 42, cần semi nó là 48 mọi người. Làm cho những người chơi classic qua cây này chơi vẫn không khó chịu, và người chơi acoustic qua cây này chơi vẫn không khó chịu. Cần semi nó có cái hay, nhưng cần semi đối với những đàn ngoại nhập thì họ làm rất ít mọi người. Và nó thuộc về những dòng cao. Thường là mọi người thấy cần semi là những dòng cao hết ha. Rồi, con này có bộ khóa zin của Yamaha nè mọi người. Oh, nhìn nó kịch cộm ghê không? Phím thép và phím gỗ con này. Phím thép và phím gỗ con này là nguyên vẹn 100% nha. Cần là thẳng đẹp. Cần con này có lõi thép luôn nha mọi người. Nó là dòng sân khấu rồi ha. Đường keo gót cần là còn nguyên vẹn hết, khít khao hết. Con này còn rất mới nên mọi người hoàn toàn có thể an tâm. Hông là đẹp hết nha. Mặt top là chưa cấn một chỗ nào. Ngựa là ngựa zin, chưa dán lại, chưa làm lại nha mọi người ha. Mặt top solid nha, chưa có một tì vết nào trên đây hết. Và nếu mọi người không tin nó là một dòng cao thì mọi người có thể search Yamaha NTX700. Giá bán nước ngoài con này chắc phải 14-16 triệu mọi người ha. Dòng này dòng cao, China kệ nó mọi người. Nhưng mà nó thứ nhất là dòng cao, thứ hai là nó chính hãng nha. Rồi, mọi người nghe thử chất âm. À, để em đo action cho mọi người coi một cái nha. Con này cần 14 ngăn luôn nha mọi người ha. Classic nhưng mà cần 14 ngăn nha. Đây, classic guitar nè mọi người. Khắp thấp kinh khủng không? Thấp hơn cả dây số 1 luôn. Dòng sân khấu mà. Chất âm tuyệt lắm. Lâu lắm rồi em mới có lại con này nha mọi người. Ai mà đánh sân khấu hay là mọi người có muốn một cây cần semi dán khuyết dây ni lông, mọi người chọn những con này nha. Giá con này em bán là 11 triệu. Thank you.
Tiếp theo mọi người, đây là con G200D nha. Em nhấn mạnh đây là dòng G200D. 200D thì nó khác với 200 gì? 200D nó khác với 200 là nó mặt top nó bằng solid mọi người. Con này là solid top rồi nha. G200D là một con solid top dòng G. Con này cần rất thẳng, rất đẹp luôn nha. Chuẩn chỉ hết 100% mọi người. Mặt top solid. Đây, em sẽ cho mọi người coi ha. Đầu cần, logo Yamaha. Bộ khóa còn đẹp, chưa có bị rỉ sét nha mọi người. Phím thép, phím gỗ con này đẹp luôn. Cần thẳng lắm nha, cần rất thẳng, chưa gãy, chưa làm lại. Không có lỗi thép trong cần đàn nha mọi người. Con này thì thập niên 70. Đó, thùng liền lạc hết rồi. Hông nè, top cực kỳ đẹp luôn nha. Ngựa chưa dán lại, chưa làm lại nè, sạch sẽ. Con này mặt top, ui, mặt top con này chưa cấn luôn nha mọi người. Mặt top con này chưa cấn luôn nha. Em nói chuyện vào trong cái mặt mà nó vang 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 đó mọi người. Những con này cực kỳ top solid nha. Thập niên 70, cần rất thẳng. Không tin cần thẳng đo cho mọi người coi. Classic guitar nè mọi người. Không, nằm dưới dây số 1 luôn á mọi người. Là ở đây là vẫn còn hơi cao, vẫn còn hạ được nữa đó. Nhưng mà hơi dày chơi vừa rồi mọi người, đừng hạ thấp quá nha. Một cây siêu phẩm G200D top solid, thập niên 70, giá 4,5 triệu. Chất âm những con này mọi người nghe thử đi, mê ly. Tiếp theo mọi người, lâu lắm mới có lại cái này. Rồi, Yamaha Compass series nha. Dòng này là em có lâu lắm rồi. Con này á mọi người, là nó mã hàng của nó là CBX8SI nha mọi người ha. Một cây Yamaha làm ở Cao Hùng, Đài Loan, có cả EQ chính hãng. Những con này á mọi người, cái chất tiếng mọc và chất tiếng lên EQ của nó rất hay nha. Cái đàn của nó rất nặng, rất tốt luôn. Top là top solid luôn nha mọi người. Chất lượng ha. Rồi, con này á mọi người, nó kết hợp lấy tiếng giữa hai chỗ luôn ha. Một là lấy tiếng giữa cái mic thạch anh dưới đây, hai nữa là nó còn có một cái mic thùng ở trên đây nữa nè mọi người. Không biết mọi người nhìn thấy không, ở trên đây nó có một cái mic thùng đưa ra nữa ha. Thì ở đây nó có hai cái volume nè, một là cái volume của cái mic thạch anh dưới đây, hai là cái volume của cái mic riêng nữa ha. Thì mọi người kết hợp giữa hai cái volume này để tạo nên một cái chất tiếng mà mọi người cảm thấy nó là chân thật nhất nha. Hay lắm mọi người. Những con này á, vì nó là solid nên cái đàn của nó rất nặng nha, rất nặng, rất chất lượng. Đây mọi người, Yamaha. Đây ha. Inlay đẹp nè. Ở dưới đây nó có chữ Compass nè. Compass là dòng của nó đó mọi người. Cái dòng Compass, Compass series. Rồi, phím thép, phím gỗ con này chưa mòn. Khóa là khóa zin màu vàng. Cần thẳng đẹp nha, chưa gãy, chưa làm lại nha.
đường keo gót cần dày, thùng đàn liền lạc. Ồ, lưng đẹp quá, lưng mắt bồ đẹp quá. EQ là EQ Zin của Yamaha luôn nha mọi người. Rồi. Top là top solid, nặng đều đẹp, ngựa là chưa dán lại, chưa làm lại nha mọi người. Chưa lắng lại, chưa làm lại ha. Mặt top solid và cái vân rất đều, rất đẹp nha. Con này thậm chí là còn chưa cấn mặt top nữa. Đẹp lắm. Con này có giá 10 triệu nha mọi người. Em mời mọi người nghe thử chất âm của nó và mọi người sẽ biết là tại sao nó giá 10 triệu nha. Dodson á. Mấy dòng sân khấu này mà Dodson là tuyệt vời. Đây mọi người. Acoustic guitar nằm dưới mức dưới 6 nè. Mọi người nghe thử chất âm mộc của cây này nha. Tuyệt lắm.
Lần này em có một cây C200 nữa đó mọi người ha. Như hồi nãy em nói đó mọi người, dòng C ha. Dòng C là dòng tiếp nối của dòng G. Ngựa ấy, bộ khóa là bộ khóa vàng. Logo đầu cần nè. Phím thép phím gỗ. Phím thép phím gỗ nó có mòn ngay đây xíu nha mọi người, chút xíu thôi. À. Rồi. Cần là thẳng đẹp nè, chưa gãy chưa làm lại, không có lỗi thép trong cần đàn nhé. Âm thanh của những dòng C này thì tiếng bass của nó chắc và nó nổ. Nó nổ hơn. Những cái dòng G thì tiếng bass của nó đầm và mềm hơn. Con này thì bass nó nổ hơn. Đây, lưng là nguyên vẹn hết nha mọi người. Hông cũng vậy. Mặt top đẹp, đều đẹp. Ngựa là chưa dán lại, chưa làm lại ha. Mặt top con này đẹp lắm nha mọi người. Đẹp. Giá 4 triệu. Nó có vài vết nhỏ nhỏ thôi mọi người. Nhìn đây cũng khó thấy. Nhỏ lắm nha. Giá thì em bán 4 triệu. Chất âm của những cây này thì tuyệt vời. Mọi người nghe thử. Nước xanh. Ngang 12 dây số 6. Đây mọi người. Con này em vẫn còn canh thấp hơn được nữa cho mọi người nha. Mọi người cứ an tâm nha. Rồi tiếp theo mọi người, một cây dáng khuyết của Morris nha. Con này là FC2TS, con này made in China nha mọi người. China nhưng là chính hãng nha, có luôn cả cái EV của Morris nữa nè. Đây, EV của Morris nha. Những con này có tuổi đời từ khoảng sau những năm 2000 nha mọi người. Đẹp, nhưng mà nó bị cái là nó là China nên mọi người có cảm giác hơi ngại. Nhưng mà mọi người đừng ngại mọi người. Em cam đoan với mọi người, em cầm rất nhiều đàn nhưng mà với cây này em vẫn vừa ý nha. À, không phải là vì em dễ tính đâu mọi người. Cái chất âm của nó là thùng khuyết, thùng mỏng ha mọi người. Thùng mỏng, thùng khuyết, không mỏng lắm nha. Con này thì cái thùng nó tầm khoảng chừng 80. Chắc phải hơn 80 quá ha. Con này thì thùng nó tầm khoảng 90 mọi người. 90mm ha. Nhưng mà cái tiếng bass của nó vẫn có nha, nó vẫn dễ chịu ha. Còn về em thì em hồi đó giờ em cứ zin là em cảm thấy là nó ngon. À, đầu cần Morris nè, phím thép phím gỗ. Phím thép
ngăn 1, ngăn 2, dây 1, dây 2 nó có mòn một xíu thôi. Một xíu thôi mọi người. Nó chỉ là một xíu thôi mọi người. Mọi người nhìn vào nó chỉ là một xíu thôi. Đây em sẽ cho mọi người coi. À, đó, nó chỉ một xíu vậy thôi mọi người. Không rè, không chạm nha. À, rồi, chữ Maurice phía sau nè. Khóa là khóa zin, cần là cần thẳng đẹp. Chưa gãy, chưa làm lại. Đừng keo gót cần là còn nguyên nè. Cái ông này ông quậy thì thôi luôn, ông dán cái đàn ông hết hồn. Cái này ai thích thì để luôn, còn ai không thích thì nói em gửi ra cho mọi người nha. Con này gửi chắc hết nửa ngày. Không mà đàn đẹp, đàn đẹp. Không. Khoa, Iwizin của Maurice nha mọi người. Mặt top màu xanh bớt ha. Rồi. À, top vẫn có tì vết xíu nha mọi người. Đây. Ở đây vẫn có những cái vết xíu. Rồi, con này em bán giá 3,7 triệu nha. À, ít ít thôi mọi người, chứ không nhiều. Mà ngựa là ngựa zin á. Ờ, đúng là ngựa zin. Chưa dán lại, chưa làm lại. Đây mọi người, ồ thấp cực kỳ thấp. Những cái này mọi người chơi thoải mái cực kỳ luôn nha mọi người. Thank you.
Em cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Cảm ơn mọi người đã ngồi đến đây tới giờ này để nghe em nói. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương, tin tưởng, ủng hộ. Cảm ơn mọi người đã cổ động em trong công việc rất nhiều nha. Tụi em sẽ cố gắng làm thêm những clip để cống hiến về guitar, về những cái việc bảo trì, bảo quản guitar để cho mọi người có thêm kiến thức nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người nhớ đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông. Nhớ ủng hộ bên kênh karaoke của tụi em nha mọi người. Cảm ơn rất nhiều. Xin chào và xin hẹn gặp lại vào các clip sau. Em là Di, đến từ Sơn Ca Acoustic.